Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay thì mình nấu gạo lứt mà mình nấu với cái cách ngâm để cho mình có được cái dinh dưỡng mà theo thầy Thích Tuệ Hải đã tìm hiểu, thì thầy thấy là nếu mình ngâm thì cái lượng dinh dưỡng nó sẽ rất là tốt khi mà cái hạt gạo nó nảy mầm. Thì cái này là thầy đã nghiên cứu, thì thầy nói là người Nhật đã tìm hiểu ra và người mỗi lần ngâm bao nhiêu tiếng thì người ta phải thử để coi cái dinh dưỡng nó trong đây nó sẽ được bao nhiêu, thì cuối cùng người ta lấy một cái kết luận là ngâm bao nhiêu tiếng như vậy thì nó sẽ ra được cái gạo mà cực kỳ bổ dưỡng nhất. Thầy đã ước tính cái giờ ngâm thì rất là chính xác và gạo có nhiều dinh dưỡng hơn, thì My chọn hôm nay là cũng là gạo organic brown rice. À, một chén này thì khoảng 14 ounce, và sau đó thì My cũng cho vào một chút ít nếp lứt. Nếp lứt này là brown sweet rice. Theo thầy Tệ Hải thì không có cho nếp lứt này vô nha các bạn, nhưng mà My thấy mỗi lần My cho vô vậy thì ở nhà ăn á, ai cũng thích mà ngon, cho nên My mới để vào và mình đi do lên ha. Rồi cái này My đã do sạch rồi đó các bạn. Cái này gạo organic cho nên mình cũng không có cần phải chà cho nó nhiều các bạn, chủ yếu là cho nó sạch cát là được rồi. Thì mình cho vào đây nước. Đây là một chén ha. Thì thường là mình nấu là khoảng một chén và thêm khoảng chừng 1/4 nước nữa là được. Tại vì cái gạo này là gạo ngâm á các bạn. Cái video trước My chia sẻ với các bạn là khoảng một chén 1/3 nước là gạo My không có ngâm. Còn cái này bây giờ mình ngâm là mình để một chén 1/4. Rồi mình ngâm thì cái giờ ngâm của thầy Tuệ Hải tính là 22 tiếng thì gạo sẽ có nhiều dinh dưỡng và những cái dưỡng chất gạo nó nảy mầm á, nó sẽ cho mình dinh dưỡng rất là tốt, cho nên thì mình để như vậy cho tới 22 tiếng sau ha. Thì lúc mà ngâm á các bạn thì thường My cũng hay lấy cái rổ mình úp nó xuống như vậy nè, thì để cho nó thoáng hơi đó các bạn. Trước đó thì My có chia sẻ với các bạn về cách nấu gạo lứt này cũng dẻo ngon mà không có ngâm, thì với cách đó thì mình nấu cũng rất là nhanh. Bạn nào chưa xem video đó thì mình xem lại ha. Và thường khi mà mình ngâm xong á các bạn thì các bạn có thể cho một chút xíu kelp hay là rong biển, mình còn gọi là cái này là phổ tai cũng được nữa, thì mình rửa chút ít này, rửa sạch rồi mình cho vào cái cơm của mình trước khi mình nấu các bạn ha. Hoặc là các bạn không có cái này thì mình bỏ một chút xíu muối hồng hoặc muối biển đều được hết. Thì My thường thường My cho khoảng chừng 1/4 cái muỗng cà phê như vậy nè, muối hồng vào trong cái cơm rồi mình hả nấu nha. Hôm nay thì My cho muối vào vừa đúng 22 tiếng rồi đó các bạn. Thì cái này nó có hơi bọt chút xíu á thì cũng không sao hết. Thì cái hạt mình cũng chưa có thấy nó nảy mầm nhiều gì hết á, nó chỉ có giống như nhìn nó hơi lú lú tí xíu vậy đó. Rồi bây giờ mình để nấu ha. Lúc mà mình ngâm xong thì mình lấy cái nước này là mình nấu luôn á các bạn, chứ không có thay cái nước khác nha. Các bạn có thể nấu bằng nồi cơm điện có chức năng nấu brown rice. My để vào nồi áp suất mình nấu nha. Ở trong đây là My có lót cái dĩ và mình đã đổ nước vô rồi. Cách nấu nồi áp suất thì My có chia sẻ với các bạn rồi. Bạn nào chưa biết thì xem lại video cũ của My về cách nấu gạo lứt mà không có ngâm á. Cái thời gian á, là cũng 1 tiếng nha. Bắt đầu nấu tới xong á, là 1 tiếng đúng á. Khi mà nước nó nồi nước nó sôi rồi thì My dặn nhỏ lửa lại. Chừng giống như là medium nhấn vừa thôi, không có cao, nhưng mà bây giờ thì đang là cao để cho nó sôi lên trước ha. Xong rồi nè các bạn. Wow.
Mình ăn thì tùy, mình có muốn xới thì xới, nhưng mà thường thì thầy dạy là mình sắn từ ở dưới vậy nè các bạn. Mình sắn lên mình ăn từ từ để cho cái trên cái dưới đều á, ở trên nó là dương hơn ở dưới thì âm, tại vì ở dưới trên nó khô á. Bạn nhìn khi mà mình nấu cái kiểu này thì cái hạt gạo nó vẫn còn nguyên, nó không có bị nát, mà mình ăn á nó rất là ngon, nó cũng rất là dẻo mà mềm, ngon lắm. Thì mới thấy cái ngâm hoặc là không ngâm gì thì mình ăn, mình nấu với cái nồi áp suất hoặc là instant pot cũng được nữa, là đều giống nhau. Mình ăn cái gạo nó rất là dẻo mà mình ăn vậy không có ngán các bạn. Còn nếu mà mình nấu bằng nồi cơm điện thường thì nó hơi cứng, và mình ngâm thì thời gian nó lâu, nhưng mà ra thì cái nào cũng ngon hết. Nếu mà thầy nói cái này nè là cái loại rất là bổ thì mình nên nấu cách này ha. Này thì nó cái độ dẻo mình cũng nói là giống như là dẻo như xôi đó các bạn, nó mềm mà ăn rất là ngon luôn. Mi chúc cho các bạn nấu gạo lứt ăn được ngon, và nếu mà ai có bệnh thì cũng mau được hết bệnh. Mi hẹn các bạn ở video khác ha. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like giùm Mi và nhấn share để chia sẻ video này với bạn bè. Hẹn các bạn ở nhiều video khác.